Kính thưa quý khán thính giả, làm thế nào để nhìn thấu bản chất của một người? Làm thế nào để phán đoán và đánh giá chính xác về một người nào đó? Nếu bạn đang đi tìm câu trả lời cho thắc mắc này, thì đừng bao giờ bỏ qua video dưới đây. Quý vị thân mến, người xưa có câu, vẽ hổ thì vẽ được da hổ, nhưng khó vẽ được xương hổ bên trong. Biết người biết mặt, khó biết được lòng ra sao. Thử ngọc phải thiêu suốt 3 ngày mới biết ngọc quý hay không. Nhận biết bản chất con người thì cần tới 7 năm. Từ xưa tới nay, muốn nhìn rõ bản chất của một người vốn là chuyện không hề dễ dàng. Vì ai cũng có quan điểm, cách nhìn nhận khác nhau nên khó tránh khỏi sự phiến diện. Chính vì vậy mà nhiều người thậm chí phải tránh né khi đánh giá người khác. Tuy nhiên, chỉ cần tập trung quan sát 4 điểm quan trọng này thì ít nhiều bạn cũng có thể nhìn ra được bản chất, gương mặt thật ẩn sau lớp mặt nạ bên ngoài của đối phương. 1. Lựa chọn khi đối mặt với lợi ích. Bản tính của con người đều là muốn hưởng thụ, chỉ có mức độ là khác nhau. Khi đối mặt với lợi ích, nhiều người sẽ rũ bỏ lớp ngụy trang của mình để lộ ra bản chất thật sự. Do đó, đây chính là thời điểm tốt nhất để đưa ra các đánh giá nhằm nhìn rõ bản chất của một con người. Nếu như đối phương sẵn sàng vì lợi ích của bản thân mà không màng tới lương tâm, không nể tình thân, thậm chí vứt bỏ cả tình nghĩa, gạt bỏ phẩm hạnh, thì người như vậy có ai còn dám đặt niềm tin nữa hay không? Nếu như bên cạnh bạn có một người như vậy, tốt nhất nên tránh xa thật sớm. Nếu không, một khi xảy ra xung đột lợi ích với người đó, bạn nhất định sẽ là người thất vọng và chịu nhiều tổn thương nhất. Ngược lại, một người khi đứng trước lợi ích vẫn giữ vững nguyên tắc, kiên định với đạo đức của bản thân, đặt luân lý tình người lên hàng đầu. Người như vậy chắc chắn không phải là một kẻ tiểu nhân tính toán, coi lợi ích trên hết, bởi đối phương chắc chắn có lựa chọn đáng tôn trọng trong mọi tình huống. Trên mạng xã hội đã từng có một câu hỏi, làm thế nào để nhìn thấu được lòng người nhanh chóng? Nhiều người đã cùng chung câu trả lời, chỉ cần liên quan về tiền bạc. Những người vay tiền trả đúng hạn là đáng tin cậy. Những người có thể cho bạn vay tiền mà không do dự xứng đáng là tình bạn sâu sắc. Tiền là vật ngang giá chung để trao đổi hàng hóa dịch vụ. Đôi khi thứ cho vay đi không phải là tiền mà là sự tin tưởng và tình nghĩa. Lúc bạn ở đỉnh cao, người cho bạn vay tiền có thể rất nhiều. Nhưng lúc bạn khó khăn, người tình nguyện cho vay lại chẳng được bao nhiêu. Vay tiền có thể nhìn thấu ai mới là người bạn tốt thực sự, còn ai giả tình giả nghĩa. Chí là người nổi tiếng nhất làng. Năm 2010, Chí tham gia cuộc thi Tôi là ngôi sao của đài truyền hình và trở nên nổi tiếng nhờ chất giọng hiếm có. Sau cuộc thi, từ một công nhân kiếm được mỗi giờ khoảng 40.000 đồng, Chí được săn đón tại các sân khấu lớn, trình bày các ca khúc với các cát-xê lên tới 330 triệu đồng cho một buổi biểu diễn. Có những tháng, các show diễn của Chí đã được xếp kín lịch. Trở về quê nhà trong vinh quang, Chí trở thành báu vật trong mắt dân làng. Trước khi nổi tiếng, họ hàng hay người dân làng ít khi đến nhà Chí thăm hỏi. Nhưng khi thành danh, mọi người đến chơi tới tấp, tỏ tình làng xóm hữu hảo thân thiết. Mục đích của những người này đều như nhau, không phải đến chúc mừng sự thành công của Chí, mà để nhận tiền từ anh. Họ nói rằng, giàu có rồi phải báo đáp quê hương và làng xóm. Chí vốn rất tốt bụng, giúp xây đường cho làng, sẵn sàng cho tiền những người đến xin với lý do vợ ung thư sắp chết hay bố mẹ già không có thu nhập. Hoặc ai ngỏ ý vay tiền, anh cũng sẵn sàng móc túi. Số tiền cho vay đã lên tới khoảng 3,3 tỷ đồng, nhưng Chí cũng biết chẳng thể nào lấy lại được nữa. Có vay có trả, vay lại không khó. Người nhân phẩm tốt sẽ trả nợ đúng hạn. Người nhân phẩm không tốt sẽ luôn tìm cách trì hoãn, dây dưa không trả. Cũng có câu nói, hoạn nạn mới thấy chân tình. Khi bạn khó khăn, người sẵn sàng đứng ra giúp bạn, đó mới là bạn bè thực sự. Có một câu chuyện khác như sau. Có một người trẻ, ba của anh ấy lái xe đụng trúng người ta, cần đền bù cho người bị đâm khoảng 70 triệu. 70 triệu đối với một gia đình bình thường không phải con số nhỏ.
Vì vậy, anh chạy vậy đi vay mượn khắp nơi. Có một người bạn tốt khi biết sự tình đã cho anh vay 30 triệu. Sau đó, người cha mất đi sức lao động, gánh nặng kinh tế đè hết lên vai người con trai. Vài tháng sau, anh nghe nói người bạn cho mình vay tiền bị bệnh nặng, cần tiền chữa trị gấp. Trước đó, anh làm việc cật lực để trả nợ, bản thân cũng không dư giả bao nhiêu. Anh về nhà thương lượng với bà mẹ, thế chấp căn nhà để trả nợ người bạn kia tiền, rồi cho người bạn ấy vay thêm một chút phòng trường hợp cấp bách. Người bạn sau khi tỉnh dậy đã nói rằng, khi đó là vì tin vào nhân phẩm của cậu ấy nên mới dám cho cậu ấy vay tiền. Dẫu sao thì khi ấy cũng chẳng ai biết tôi có thể tỉnh lại hay không. Nếu cậu ấy không xuất hiện, cũng chẳng ai có thể biết tôi từng cho cậu ấy vay tiền. Sau này khi người bạn hồi phục, đã lập tức trả cho người bạn số tiền mà anh đã cho mình vay. Cả hai người họ đều hiểu rằng, không có thứ tình cảm nào là lẽ đương nhiên cả. Tình nghĩa thực sự là khoảnh khắc bạn đứng ra khi người khác cần tới bạn. Xã hội hiện tại có thể cho bạn vay tiền đều là quý nhân cuộc đời bạn. Rất nhiều khi, bạn cho người khác vay tiền, ban đầu người ta sẽ thấy biết ơn, nhưng lâu dần, có một vài người sẽ trở nên quên và trở nên tê liệt, xem tiền đi vay là tiền của mình, muốn chiếm làm của riêng. Hành vi này không chỉ sự phụ tín nhiệm của người khác, mà còn hao mòn đi nhân phẩm của chính mình. Người ta thường nói, vay tiền sẽ làm tổn thương tới tình cảm, nhưng thúc người ta trả tiền còn làm tổn thương tình cảm hơn. Rất nhiều đoạn tình cảm đã bị xẻ nát sau khi cho ai đó vay tiền và chờ đợi họ chủ động trả lại cho mình. Vì vậy, luôn biết ơn, đồng thời chủ động trả tiền đúng hạn, người như vậy nhân phẩm chắc chắn không tồi. 2. Cách đối xử với người có địa vị thấp hơn. Để nhìn rõ bản chất của một người, hãy nhìn vào cách người đó đối xử với người có địa vị thấp hơn mình. Nếu một người không tỏ ra khum núm với người trên, không kiêu ngạo với người dưới, đây nhất định là biểu hiện của một người có phẩm hạnh tốt đẹp. Còn nếu một người luôn xu nịnh, tâng bốc người trên, với người dưới thì khinh miệt, coi thường, người như thế chắc chắn không phải là người có đạo đức tu dưỡng tốt. Người như vậy, chúng ta tốt nhất không nên thân cận. Người có giáo dưỡng, có đạo đức thì luôn tôn trọng với bất kỳ cá nhân nào, không bao giờ miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Dù có giao tiếp với người có địa vị thấp hơn mình, cũng sẽ không tỏ ra kiêu ngạo, tự cao tự đại. Phàm là những người có phẩm chất cao quý, họ sẽ không bao giờ khuất phục trước quyền uy mà vẫn giữ nguyên được phí phách. Lý Bạch đã từng nói, dễ đâu cúi đầu gãy lưng phụng quyền quý, khiến ta chẳng được mặt mày tươi. Đó quả thực là một tinh thần đáng trân trọng. Nhìn chung, con người khi đối diện với những người có địa vị thấp kém hơn mình, thường dễ nảy sinh cảm giác thấy bản thân mình vượt trội hơn. Nhưng nếu như có thể buông bỏ cảm giác này, không tỏ ra mình lợi hại hơn đối phương, xem thường đối phương, thì ngược lại càng được tôn trọng hơn. Người như vậy chắc hẳn luôn biết giữ chừng mực, có thiện ý, đáng tin cậy và đáng để kết bạn. 3. Thái độ đối xử với cha mẹ. Chúng ta thường có thói quen biểu hiện những mặt tốt ra bên ngoài với người lạ, còn những tính xấu thì thường bộc lộ trước mặt người thân quen. Đây là biểu hiện hết sức bình thường theo tâm lý học. Vậy nên, một người có thể giữ được hàm dưỡng bằng cách đối xử ôn hòa, lễ độ với những người thân cận nhất, người đó nhất định là người có tu dưỡng vô cùng đáng khâm phục. Trong sách Luận Ngữ có một đoạn rằng, Từ Hạ đã hỏi Đức Khổng Tử về đạo hiếu. Khổng Tử đã đáp rằng, khó nhất là con cái giữ được vẻ hòa vui khi thường xuyên phụng dưỡng cha mẹ hay không. Khi có việc cực nhọc, con cái chủ động làm thay, có gì ngon mang cho cha mẹ ăn, như thế chắc gì đã là có hiếu. Câu này muốn nhắc nhở chúng ta rằng, khi chăm sóc đối xử với cha mẹ, quan trọng nhất là thái độ, khó nhất cũng là thái độ. Phận làm con nhất định phải luôn chú ý tu dưỡng về mặt thái độ, nếu không hiếu thảo với cha mẹ thì thành công cũng bỏ đi. Cho nên, dù người bên cạnh thân mật đến mức độ nào, chúng ta cũng nên cố gắng giữ được thái độ hòa nhã, chứ không thể muốn làm gì thì làm.
Còn đối với người thân thiết, nói chuyện giữ được hòa khí, không nóng nảy, không kiêu căng, khiêm tốn lễ độ, đó đều là những người có giáo dục, có giáo dưỡng, có trách nhiệm. Trong cuộc sống, những người như thế nhất định sẽ được người khác yêu mến, tin tưởng. 4. Khi đối diện với việc thực hiện lời hứa. Một cá nhân khi phải đối diện với lời hứa sẽ bộc lộ phẩm chất của mình. Đó cũng là một cách để có thể nhìn rõ được bản chất của một người. Người không giữ chữ tín thì không có chỗ đứng. Quốc gia không giữ chữ tín thì không sao hùng mạnh được. Cổ nhân đã coi chữ tín là một trong những phẩm hạnh quan trọng nhất để làm người. Tuân Tử đã từng nói, thành tín là điều mà người quân tử cần phải tuân giữ, cũng là nền tảng của việc nước nhà. Người quân tử rất coi trọng lời hứa, một lời nói ra đáng giá ngàn vàng. Với những chuyện đã hứa, họ nhất định sẽ không bao giờ thất hứa. Người như vậy rất đáng tin cậy. Còn với những ai không thể giữ được lời hứa của mình, luôn dễ dàng lật lọng, đổi ý, thì có thể suy ra, trong cuộc sống họ cũng sẽ dễ trở mặt trong những tình huống khác và không đáng tin cậy. Trong sách Luận Ngữ, Khổng Tử có viết, người mà không đáng tin cậy, làm sao mà làm việc được? Xe lớn mà không có cái đòn lớn, xe nhỏ mà không có cái chốt nhỏ, làm sao để dùng đây? Người không giữ lời hứa, dễ dàng làm trái với lời cam kết của mình đã nói, thì cũng giống như một chiếc xe không có bánh, chẳng thể đi, cũng chẳng thể đứng. Nếu như không có thành tín, bất kể làm việc gì cũng không thể làm được tốt. Quan hệ qua lại giữa người với người, quan trọng nhất là phải thành tín. Lời đã hứa thì nhất định phải làm, việc đã làm thì nhất định phải kiên quyết dứt khoát. Thành tín thuộc về phạm trù đạo đức, không có trọng lượng cũng không có giá cả, nhưng có thể khiến một người hoặc được tôn kính hoặc là thân bại danh liệt. Bởi vậy, giữ chữ tín là đạo đức cơ bản nhất mà ai cũng cần giữ được. Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì việc đánh giá một người không thể tránh khỏi ý kiến phiến diện. Bởi ta có thể không ở vào trường hợp của đối phương thì sẽ không thể nào hiểu hết về họ. Những yếu tố trên chỉ là một phương diện để đánh giá một người, nhưng không thể phản ánh tất cả diện mạo cũng như tư chất của họ. Bởi chính những nhân tố nhỏ bên trong mới phản ánh thiết thực nhất bản chất của một con người.